Hôm nay thầy đại diện tổ vật lý trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xin trình bày tiết học online môn vật lý lớp 8 chương 1 cơ học bài số 15 công suất. Em đã biết mỗi thiết bị máy thì nó có công suất khác nhau, mỗi người làm việc cũng có công suất khác nhau, qua đó mình khái niệm được công suất là gì, công thức tính công suất, đơn vị của công suất và các ý nghĩa của các số liệu ghi trên thiết bị máy móc hay là thiết bị điện. Thì thứ nhất, ta có so sánh ai làm việc khỏe hơn ai. Thì trong xây dựng, để đưa một vật liệu lên cao, người ta thường dùng dây kéo hoặc qua gồng gập cố định như hình 15.1. Ở đây có hai anh, một là anh An và anh Dũng. Hai là anh Dũng dùng hệ thống gồng gập này để đưa gạch lên tầng 2 cao 4m, chiều cao 4m. Mỗi viên gạch đều nặng 16 N. Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 50 giây. Còn anh Dũng mỗi lần kéo được 15 viên gạch mất 60 giây. Tính công thực hiện của anh An và anh Dũng. Về công suất thì câu C1, công thực hiện của anh An là ta có A1 bằng F1 nhân cho S. Và khi đó kéo quạt lên cao thì F1 bằng với trọng lượng của vật là B1, S bằng với độ cao đó là H, bằng 10 x 16 và độ cao là 4, nên nhân 4 bằng là 640 J. Tương tự như vậy, công thực hiện của anh Dũng là A2 bằng F2 nhân S2 nhân S bằng là B2 nhân H, bằng 15 nhân 16 nhân 4 bằng là 960 J. Và khi đó anh An kéo 10 viên gạch mắc là 640 J trong 50 giây, còn anh Dũng kéo 15 viên gạch mắc với một công là 960 J trong 60 giây. Vậy để so sánh được ai khỏe hơn ai thì thầy sẽ đưa ra 4 cái trường hợp để mình chọn. Câu C2, trong các phương án sau đây có thể chọn những phương án nào để có để biết ai làm việc khỏe hơn ai. Vậy để so sánh được ai làm việc khỏe hơn ai thì sẽ có 4 trường hợp để mình được lựa chọn. Trường hợp A là công thực hiện được của hai người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn. So sánh B là so sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai mắc ít thời gian hơn thì người đó khỏe hơn. C là so sánh thời gian của hai người để thực hiện được một công, ai làm việc mắc ít thời gian hơn, thực hiện công nhanh hơn thì người đó khỏe hơn. D là so sánh công của hai người thực hiện trong một thời gian, trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn. Thì trong 4 phương án này thì phù hợp nhất đó là mình thấy có phương án C và phương án D. Về phương án C, để so sánh cái thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm việc mất ít thời gian hơn, thực hiện công nhanh hơn thì người đó khỏe hơn. Ở đây mình đã biết anh An thực hiện công là 640 J trong 50 giây, còn anh Dũng thì thực hiện một công đó là 960 J trong 60 giây. Nhiệm món anh thực hiện cùng một công đó là 1 J thì mất thời gian như thế nào?
Rồi, trường hợp đây là so sánh công của hai người thực hiện trong cùng một thời gian. Ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn. Thì cũng giống vậy, anh An thực hiện 640 joule trong 50 giây. Anh Dũng thực hiện 900 công 960 joule trong 60 giây. Thì trong một giây thì công thực hiện của anh An là bao nhiêu và anh Dũng bằng bao nhiêu, thì anh em hãy tính thử xem coi nó được là bao nhiêu joule. Trường hợp C thì anh An và anh Dũng thực hiện 1 joule. Đối với anh Dũng, anh An thực hiện 1 joule thì khoảng là 0,078 joule, 78 giây. Đối với anh Dũng là 0,0625 giây. Và so trường hợp D là công của hai người thực hiện được trong cùng một thời gian. Ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn. Thì trong cùng một giây thì anh An thực hiện được là 12,8 joule. Và cũng một giây đó anh Dũng thực hiện được là 16 joule. Vậy qua hai kết quả trường hợp C và trường hợp D thì mình thấy là anh Dũng khỏe hơn. Vì sao? Thì mình đi vào câu C3. Anh Dũng làm việc khỏe hơn vì thứ nhất là thực hiện cùng một công thì anh Dũng mất thời gian ít hơn. Còn trường hợp so sánh về thời gian thì mình thấy là trong cùng một thời gian thì anh Dũng thực hiện một công lớn hơn. Và em đi vào thứ hai là mã công sức. Đi vào phần một nhỏ khái niệm công sức là gì. Công sức là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Hai là công thức tính công sức. Công sức B bằng A chia T, trong đó B là công sức, A là thời gian, là công thực hiện, T là thời gian thực hiện công. Vì qua công thức này thì mình thấy công sức nó sẽ tỷ lệ thuận với công thực hiện và nó tỷ lệ nghịch với thời gian thực hiện công. Ba la mã đơn vị của công sức. Thì đơn vị của công sức, nếu A là 1 joule, T là 1 giây, thì ta có đơn vị là joule trên giây và được gọi là watt, ký hiệu là W. 1 watt sẽ bằng là 1 joule trên giây, 1 kilowatt bằng 1000 watt. 1 megawatt thì nó sẽ bằng là 1000 kilowatt và bằng 1 triệu watt. Em thấy thường trên một số động cơ ô tô có ghi số máy ghi là 12.000 watt, thì số đó có nghĩa gì? Thì nghĩa là trong một giây động cơ ô tô đó thực hiện được một công là 12.000 joule. Bốn là mã vận dụng. Về tính công sức của anh An và anh Dũng trong ví dụ nêu ra đầu bài, thì tóm tắt lại bài thì em thấy đó là A một chính là công thực hiện của anh An, T một là thời gian thực hiện của anh Dũng, A hai là công thực hiện của, quên, cho T một là thời gian thực hiện của anh An, và A hai là công thực hiện của anh Dũng, T hai là thời gian thực hiện của anh Dũng, và tính công sức của anh An là B một, công sức của anh Dũng là B hai. Vì công sức làm việc của anh An đó là B1 bằng A1 chia T1 bằng 640 chia cho 50 bằng 12,8W. Công sức làm việc của anh Dũng đó là B2 bằng A2 chia T2 bằng 960 chia cho 60 bằng 16,6W. Và qua bài học trên thì mấy em thứ nhất cần nắm về công sức thì nắm khái niệm. Công sức là gì? Công sức là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Thứ hai là công thức tính công sức. Thì B bằng A chia T. Thì trong công thức đó em cũng thấy là công sức tỷ lệ thuận với công thực hiện và tỷ lệ nghịch với thời gian thực hiện công.
Và trong đó A chính là công thực hiện, T là thời gian thực hiện công và B là công sức. Về đơn vị của công sức thì có một số đơn vị mà em cần nắm, đó là công sức được đo bằng đơn vị là joule trên giây và được gọi là watt, ký hiệu là W. Ngoài ra còn có đơn vị lớn hơn là kilowatt và megawatt. Và trong cái tiết học hôm nay thì mình cũng có một số cái trò chơi ô chữ về lặt mảnh ghép. Về trường hợp thứ nhất, câu số 1, điều nào sau đây là đúng khi nói về công sức? A là công sức được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. B là công sức được xác định bằng lực tác dụng trong một giây. C là công sức được xác định bằng công thức B bằng A nhân T. D là công sức được xác định công thực hiện khi vật di chuyển được 1 mét. Thì trong trường hợp này mình dựa vào khái niệm về công sức, và khi đó anh sẽ chọn câu A. Câu số 2, trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị công sức? Thì đối với câu này thì mấy em nhìn rõ lại thì mấy em thấy rất dễ, mình chọn đó là câu D. Kilowatt nhân giờ không phải là đơn vị của công sức. Một máy kéo có công sức là 7.360W. Con số đó cho ta biết được điều gì? A là máy kéo có thể thực hiện công là 7.360 kW trong 1 giờ. B là máy kéo có thể thực hiện công là 7.360W trong 1 giây. C là máy kéo có thể thực hiện công là 7.360 kJ trong 1 giờ. Đây là máy kéo có thể thực hiện được một công là 7.360 J trong 1 giây. Và trong đáp án này thì mình chọn câu D, vì cái đơn vị là watt thì mình chọn nghĩa là 1 J 1 giây thì nó sẽ thực hiện được là 7.360 J. Câu số 4, công của người kéo hoặc từ dưới giếng lên là 1.440 J trong 20 giây, công sức người kéo là bao nhiêu? Thì lấy 1.440 chia cho 20 thì ta chọn câu B được 72W. Và watt đó là tên của một nhà bác học Zimmerwatt, sinh ra vào ngày 30 tháng 1 năm 1736, mất ngày 25 tháng 8 năm 1819, là nhà phát minh người Scotland và là một kỹ sư đã có những cải tiến trong máy hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp. Ông đã đưa ra khái niệm về mã lực và đơn vị của năng lượng là watt và được đặt theo tên của ông. Bài học đến đây đã hết. Thì trước khi kết thúc bài học thì sẽ dặn dò mấy em về nắm một số cái nội dung như sau. Thứ nhất, khái niệm về công sức. Thứ hai là công thức tính công sức. Thứ ba là đơn vị của công sức. Và mình coi một số ý nghĩa công sức ghi trên một số cái thiết bị máy móc. Làm các bài tập câu C5, C6 sách giáo khoa và làm bài 15.1 đến 15.6 sách thực tập vật lý. Nghiên cứu trước bài 16 cơ năng và tìm hiểu xem công có phải là một dạng năng lượng hay không, vì sao. Cảm ơn các em đã tham gia học và chúc các em thành công, và hẹn các em cho tiết học sau.